thuyết, con dòng cháu tiên kể rằng mẹ Âu Cơ lấy cha Lạc Long Quân, sinh bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, 50 xuống biển, 50 lên non. Tuy vậy, tất cả đều là anh em một nhà, cho nên đã sinh ra cùng giống, cùng nòi, cùng trong đất nước, là người đồng thân. Cội nguồn đã thế, Việt Nam ngày nay cũng vậy. Tất cả người dân đều là con của một mẹ, đó chính là người mẹ ba miền. Hôm nay ngày hội Vu Lan, Phật từ ba miền hướng về, cha mẹ gặp Bắc Trung Nam, dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho đất nước an lành, khắp năm cho muôn loài chúng sanh sớm an lạc vui trong chánh pháp. Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện, cùng chung tay tinh tấn sẽ chiêu. Được bình an hoan hỷ, Phật từ chúng con hứa an nhân sẽ chia. Mong cha mẹ ba miền được bình an hoan hỷ, Phật từ chúng con hứa an nhân sẽ chia. Phật từ chúng con xin hứa từ ba miền hướng về, cha mẹ khắp Bắc Trung Nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho đất nước an lành, khắp năm cho muôn loài chúng sanh sớm an lạc vui trong chánh pháp. Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện, cùng chung tay tinh tấn sẽ chiêu. Ngày hôm nay, ngày hội Vu Lan, nguyện ba miền khắp Bắc Trung Nam, cha mẹ được bình an hoan hỷ, Phật từ chúng con hứa ân nhân sẽ chia. Mong cha mẹ ba miền được bình an hoan hỷ, Phật từ chúng con hứa ân nhân sẽ chia. Phật từ chúng con